Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Cùng mời anh em xem tất cả những bàn thắng của mình được ghi trong 2023 và cùng nhau chờ đón những siêu phẩm trong 2024 nhé. Let's go. À quên, ở cuối clip có giveaway đó nha. Hậu vệ bắt lỗi và cơ hội đây rồi, dứt. Hai pha giật gót và ba pha giật gót. Lại các bạn. Yeah, thanks. Yep.
Đúng rồi. Dạ ơi. Hey!
Và đó là những bàn thắng mà mình ghi được với góc nhìn BV. Ngay sau đây là những bàn thắng khác mà mình ghi được với góc máy toàn. Mời anh em xem tiếp. Ok, giveaway đây nha. Hãy comment 5 bàn thắng mà anh em ấn tượng nhất trong video clip này vào phần comment. Mình sẽ tặng 3 bộ đồ tập luyện P-Restyle dành cho 3 bạn có comment hay nhất. Và như thường lệ, anh em thấy hay thì like, đăng ký kênh, đón chờ clip mình trong thời gian sắp tới. Mình là Phạm Thi, xin chào và gặp lại. Bye bye.